Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng của em. Mọi người mua hàng ở trên thông tin ở trên màn hình nha. Số điện thoại nè 0448103 nha. Rồi nhắn tin cho Hoàng hoặc là gọi điện ha. Rồi khách hàng mua mới, mua lần đầu thì vui lòng chuyển khoản. Em gửi số tài khoản khách hàng chuyển khoản rồi em sẽ gửi hàng ha. Rồi khách mua quen rồi thì ship COD luôn nha. Hoặc là muốn chuyển khoản thì thông báo trước giùm em. Em gửi hàng ha. Rồi chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký để nhận được video mới nha mọi người. Rồi cái mã video hôm nay em đăng lên là 263 ha. Hôm nay về mấy cây kéo bonsai nè. Đó, kéo tỉa với kéo cắt cành. Rồi cái mấy đồ cái này là cái máy sạc bình nha mọi người. Máy sạc bình 12V nè, sạc bình xe máy hai cái ha. Xài điện 100V. Rồi cưa sắt nè, với hớt. Kìm cắt ha, kìm cắt cáp, cắt ống nước rồi. Rồi đầu tiên giới thiệu hai con máy sạc bình ha. Đây rất là nhỏ gọn nha. Dạng sạc bình điện tử nha mọi người. Nó tự động hết. Nè. Đây nó có hiển thị dòng ampe nè, volt nè, rồi phần trăm của bình. Này nút nhấn. Đó, dòng sạc nè, dòng sạc 10A, 6A, 2A. Trên là như là tự động. Chung nó để tiếng Nhật không? Anh em muốn chắc chắn thì bấm dịch ra ha. Trên điện thoại mình nó có cái chức năng dịch đó. Rồi bấm vô dịch để xem. Rồi đây là cái dây sạc đó nè. Sạc nguyên zin. Đây. Nó xài điện vô là 100V nha mọi người. Chú ý đừng cắm lộn nha. Rồi. Dòng sạc nó ra là 14.8V, 10A. Này, rất là nhỏ gọn. Đây có cái quạt tản nhiệt nè. Rồi, đây nó để là đó. 2A nè, 6A, 10A nè ha. Nó tương đương với mấy cái bình mà mình xài trên cái hình vẽ nè mọi người. Bình cho cano nè, máy xúc, máy kéo gì nè, ô tô nè. Đó. Người xe nhỏ hơn xài bình sạc dòng nhỏ ha. Xe máy rồi, sạc 2A cũng được rồi. Nó cho mình tùy chọn dòng sạc nữa ha. Cái này hiển thị volt với ampe, hiển thị lên đây. Nào đem cắm thử vô sạc thử nha. Ở đây dây nguồn. Ở đây là dây nguồn ha. Dây nguồn này nó có cái cục gì đây? Chống nhiễu gì mọi người, giống như trên mấy cái dây âm thanh thì có. Rồi điện 100V ha, cắm vô điện 100V. Đây có cái ổng áp điện 100V, cắm vô. Rồi, cắm vô nó hiện lên số 0 rồi ha. Nó số 0 nhảy qua nhảy lại. Rồi đây là cái bình ắc quy của xe máy mọi người. Này của xe quay. Bình này 3A, 12V nè. Để cắm cho thử nó báo ra sao ha. Nó sạc lên ha. Rồi mọi người phải phân biệt cộng trừ nha trên cái bình ha. Đừng có cắm lộn. Nè xúc trừ nè. Trừ màu đen, cộng màu đỏ. Rồi đánh cắm vô nè. Đó, nó chạy bắt đầu quay cái quạt nghe xì xì. Von nè, 13.5. Có
thể cái bình nó đầy thì nó sẽ không có sạc luôn. Cái bình này trên xe đang chạy, thử mở ra thử, à, tháo ra lấy thử luôn. Ở đây mọi người, cái nút màu đỏ xanh nó chớp chớp là đang sạc nha, nè thấy không, đang sạc đó, cái dòng chớp chớp đang sạc, đã sạc xong là nó sẽ một đường, nó không có chớp. Lúc này đây nè, à, cái đèn ở đây nè đang sạc là cái hàng trên nè chớp chớp, hàng dưới là đứng bóng là nó đứng, cái đèn là nó sẽ đầy phần trăm nè, 90% cái bình đó, dòng tải dòng sạc nó đang là không chấm mấy, nó sẽ điều chỉnh tự động tại vì cái này nó xài điện tử nha, nó điều chỉnh tự động cái dòng sạc vô 13.6V đó. Thường là cái bình sạc gần đầy nó sẽ điều chỉnh cái dòng sạc vô rất là ít ha, còn cái bình nó đang cạn á, nó sẽ dòng sạc nó sẽ rất là cao, nó sẽ chỉnh tự động chứ mình ép nó cũng không được. Đó, nó để chớp đèn này là đang sạc luôn rồi, chạy à, quạt nó quay à, quạt đây nè, nó sạc là quạt nó quay, còn nó ngưng sạc thì quạt nó tắt. Rồi các sạc bình này mã số 1 nha, 1.200.000. Rồi mã 2 cũng là cái sạc bình luôn. Đây cũng là dòng sạc bình điện tử tự động hết nè, fully auto, tự động sạc cái bình mình đầy rồi ngắt. Rồi ở đây là nó xài điện 100V luôn nha mọi người, chuẩn Nhật Bản 100V. Nó ra dòng 12V 2 đến 15A ha. Dòng sạc có 2 đến 15. Đây. Đây dây sạc nguyên zin của nó. Ha, nó có cái hộc chứa không này. Dây cộng dây trừ. Ở này dây nguồn ha, rồi em cắm thử. Thank you.
Rồi cái này cắm vô thì nó cũng lên đèn như cái kia nè ha. Nó có cái đèn led ở đây để báo nè ha. Cái đèn đó. Giờ cắm cộng trừ vô ha. Đúng cực nha. Trừ nè. Rồi bên đây cộng. Rồi cắm vô rồi mình bấm đây, bấm lúc này cái tích. Chọn dòng sạc nha. Rồi là chạy. Chạy lại đang sạc đó, người nghe nó vù vù. Là lúc này không biết lúc gì nữa. Lúc này không biết. Cắm vô bấm này nó sẽ khởi động. Rồi bà chọn dòng nè rồi. Này xem phần trăm hoặc là volt đó. 80% ha. Rồi, cái chạy là nó quay quạt ha. Nó quay vù vù. Rồi, chạy ok hết nha. Tình trạng còn rất là mới, đẹp, nguyên viên. Dây sạc đồ riêng hết. Rồi, con sạc này mở số 2 nha. Cũng 1.200.000 nha. Rồi, nút này tắt nha mọi người. Nút này bật tắt nè. Cái này chọn dòng, cái này xem von, xem phần trăm, bình. Bằng nút này không biết. Rồi mã số 2 nha, 1.200.000. Dây này nó có cái học được cất vô nè. Rất là gọn. Rồi tiếp theo là hai cái một cái bộ vòi nước của Nhật với một cái co cái ống nối nha. Khúc này dạng là khúc nối. Khúc nối ống nha mọi người. Nối ống có van khóa ha. Đây, nó nối dẫn ống thẳng ha. Chung là cái van khóa. Van khóa nước. Còn này là cái vòi nước. Để xịt nước ra ha. Của Nhật Japan. Chất lượng. Gòn khóa xài ok hết nè. Test nước rồi nó kính nha mọi người. Không có bị gì hết. Rồi ở đây cái răng. Cái răng này là đây, 21 mọi người. Không dùng á. 21 vô ra. Ống 21 ok hết nè. Đó, răng 21 là 21 luôn nè. À, bằng nhau. Sợi rất bền luôn. Rồi hai cái nha mọi người, hai cái mã số 3 ha, 400.000. Bán chung luôn nha, 400. Rồi tiếp theo cây kéo tỉa nha. Cây kéo tỉa hàng nội địa Nhật Bản. Đã qua sử dụng. Con này thép trắng nè. Đây, thép trắng. Lưỡi nè. Tình trạng ok, rất bén.
xài rất là tốt. Em cắt thử giấy cho mọi người không không. Đó. Giấy mỏng nha. Đó. Khỏi cần phải xếp rồi luôn. Ngọt. Còn xếp lại thì cắt nó dễ hơn. À, cái này chỉ cần giấy một mảnh và cắt cũng đứt ngọt luôn. Đó. Độ gơ cho phép còn xài tốt, tình trạng rất tốt, thép trắng rất là ít gặp, thép trắng không, thép trắng xài nó bền, để ngoài mưa khỏi sợ nó sét, hạn chế hơn là cái thép đen. Thép đen thì nó dễ sét hơn, nhanh sét, cây này nó khó sét hơn. Rồi size nó 20 nha mọi người. Mã số 4 nha, cây kéo tỉa 500 ngàn. Mã số 4. Cắt cành nè, có 2 cây ha. 2 cây cắt cành nè. Lưỡi xài rồi, tình trạng còn ok. Tình trạng đang ok nha, mang về là xài thôi. Không có rơi gì hết. Đây, rất giấy ngọt ngào hết ha. Ngon lành luôn rồi. Này dính dầu, bỏ dầu vô. Rồi con này size 20 ha. Mã số 5 nha, 350 nha. Cắt cành rồi đi nhập. Rồi, cây này cũng vậy, cũng đã qua sử dụng, xài còn ok. Nè, độ gơ cho phép xài tốt. Đây. Giấy ok hết nha. Ừ. Con này dây da zin của nó. Cái khóa nó làm da, da thật. Rồi cái con này size 19 ha. Nè, 19 cm. Mã 6 ha, 350 nha. Tiếp theo một con kéo tỉa nha mọi người. Kéo tỉa nhọn lưỡi 3 cạnh nè. Lưỡi dựng 3 cạnh nè. Nè, nó vuốt cạnh bên lưng luôn nha. Chung nó làm vậy là để cho mình luồn lách vô mấy cái chỗ hẹp, nó dễ, nó không có hô như cái cạnh để bình thường. Rồi cắt ngọt ngào hết nha mọi người, cái cắt ngọt ngào. Chế ok ha. Cứng. Cây này nó mất cái da này rồi nha. Mọi người bấm lại hoặc là chế sao luôn. Chế cái đồ chụp lâu cũng được đó mọi người. Ống nước á, xài xong rồi tấm lại ha. Cắt cũng ok. Rồi cái con này mã size nó 17 cm nha. Nè, 17 năm. Thước á. Rồi 300 ngàn, mã số 7 nha. Kéo tỉa. Kéo tỉa này dạng là cán đúc. Rồi địa Nhật.
Rồi tiếp theo một con Canibet, kèm mở pha Canibet này, gặp Money. Canibet của gặp Money này, của Đức. Canibet của Đức, hàng này là nó mở pha nhỏ nha mọi người. À, mở pha nhỏ rất là hay. Đây, kích thước nó 13 cm thôi. Cái đầu mở của nó nè, rất là nhỏ, 1.3 ly. Rồi ở đây nó thiết kế vuông góc nè, bẻ cong vuông rồi nè. Rồi con này mã số 8 ha, 200.000. Rồi đây là cái hấu kính. Rồi cái hấu kính nó giống như kính lúp, nhưng mà hấu kính nó kiểu gương cầu, rất là dày mọi người nè. Nó góp trong cái kính gì ra đó, nó dạng gương cầu. Thì mọi người giờ chế ống nhòm hay chế gì cũng nè, nó cũng phóng to nè mọi người. Nó phóng to rồi đó, nhưng mà dạng nó là cầu ha, to là hình cầu này. Cái này đặt sát lên vật thể luôn rồi. Đây, rất là to. Đó. Rồi, đường kính nó là 3.8 mm. 38 mm ha. Độ dày 21 mm. Rồi, cái hấu kính này 100.000 ha. Mã số 9. Rồi tiếp theo cây kìm KTC nè. Mấy bác làm xe sẽ biết cái cây kìm này ha. KTC Japan. Nó chuyên mở mấy nút nhựa trên dàn áo xe nha mọi người ha. Nó nại mấy cái nút nhựa cao su ha. Để tách dàn áo ra. Xe ô tô, xe mô tô. Ha. Nút nhựa bự bự. Kéo nó ra, khựa lên. Là kìm này chuyên dụng, rất là hay. KTC Japan 35 độ, ý là nó nói cái độ nghiêng của cái lưỡi 35 độ. Rồi cái thước nó 20. Rồi con KTC này mã số 10 ha, 200.000. Rồi tiếp theo một con kìm cắt cáp, cắt dây điện nè, Marvel Japan. Đã sử dụng, tình trạng giờ còn ok, chúng còn cắt được. Đây, đang có cọng dây điện nè, dây điện 3 lõi của Nhật. Nguyên cầu luôn đó. Đó. Rất là ngọt, đứt ngọt. Này mọi người cắt ống nước, ống xăng đồ làm xe máy rồi, cắt ống xăng đồ rất là ok. Cái ống xăng gắn trên xe máy đó. Cắt dây, cắt này ok, cắt kẽm, cắt dây nhôm đồ rất là ngon. Nè, dây nhôm 6-7 ly đưa vô cắt xuống, chở xuống rất là tốt luôn. Rồi con kìm này mã 11 ha, 250.000. Con này size cũng khá là lớn đây, size 21 cm nè. Rồi tiếp theo một con vòi tưới của Nhật,
rồi tưới cây, tưới bonsai, tưới hoa lan ha. Đây làm bằng thép. Đây vòi tưới này nó siêu mịn luôn nha mọi người coi cái lỗ trên cái vòi nó nè. Tưới ra nước rất là mịn. Đã test thử nha, kính hết. Đây nó có cái gon đây nè. Trong nè. Rất là dày chắc chắn. Có gon. Không xài tốt. Rồi con voi này mã 12 ha, 150.000. Này mọi người vô ống 16 đến 21 ha. Ống mềm á, đút vô là nó dính là nó chắc chắn hơn là bóp cái cổ dê nữa. Rồi cái này nó dài tới 33 cm nè. Rồi về một cây cưa sắt nè của Thụy Sĩ nè, Thụy Điển. Quyết trình Thụy Điển nè. Cưa sắt hàng Thụy Điển châu Âu. Sandwich của Wedding. Đây. Lưỡi nó zin theo cái cưa này luôn, made in Wedding luôn. Thụy Điển sản xuất nha, lưỡi cưa sắt. Lưỡi đã xài rồi nhưng còn bén. Lưỡi cưa sắt nha, còn bén ok luôn. Này mọi người có thể nghiêng lưỡi ha. Này nghiêng góc hẹp nữa được nè. Đảo cái lưỡi xuống. Rồi toàn bộ thân này nó bằng nhôm hợp kim ha, nên cứng chắc mà nhẹ, xài rất ok. Hai lưỡi mọi người cầm này kìa. Đây. Còn cái cán. Rồi cưa sắt mẫu 13 ha, 300.000. Đây kích thước nè. Rồi cái lưỡi cưa nè. Lưỡi cưa này khoảng 25 cm. Rồi tiếp tục là con thước. Này về con thước. Đây là con thước gốc của Nhật mọi người. Thước được hai góc. Trong nó đa năng. Nó vừa cắt xéo được 45 độ nè, vừa 90 độ nữa ha. Của Shinhwa Japan. Này thép không gỉ. Thanh liệt. Trên thước nó có khác cm luôn. Cái đế nó rất là dày nha, đế dày, dày 4 ly. Có thể để đứng khi đo ha, khi cắt, khi vẽ đó để đứng. Có kê vô cạnh. Rất là tốt, xài rất là bền. Rồi con thước này mã số 14 ha, 250.000. Tiếp tục cây mỏ lết của Mỹ. Roto Los Angeles ha, Mỹ sản xuất. Thương hiệu Roto nổi tiếng của Mỹ. Thép đen. Đây, cây này đã sử dụng rồi nhưng còn rất là tốt nha mọi người. Chung còn cứng chắc, hàng Mỹ rất là chất lượng. Đây nó mở miệng được 23 cm. Tám inch chiều dài 21 cm. Rồi giá chỉ 200.000. Cây mỏ lết mã 15 ha. Rồi tiếp theo bộ đục lỗ da nè.
ba cây rồi mọi người. Bộ này ba cây nguyên viên còn bịch không. Rồi ở đây có các cỡ 3 ly nè, 5 ly, 8 ly. Xài thông dụng luôn mọi người. 3 ly, 5 ly, 8 ly đây. Còn mới tinh. Rất là bén. Hàng nội địa Nhật. Takagi. Hãng Takagi. Rồi, có một bộ duy nhất thôi. Rất là đẹp luôn. Này đục da, đục ron, đục ron xe máy đồ ok lắm. Hoặc làm da dây nịt đồ đục quá sướng. Rồi mã 16 là 200.000 bộ này. Tiếp theo một cái cục sưởi ấm của hồ cá mọi người. Hàng nội địa Nhật. Xài điện 100V nha. Đây điện 100V 80W. Rất là nhỏ gọn nhưng công suất ok lớn. Nè, có đồ bắt vô cái hành bắt ốc. Rồi bên trong nó có hai cục sưởi ha. Cục ngắn cục dài. Cắm điện vô nó sẽ sưởi ấm nước hồ cá. Cho cái này vô nước luôn ha. Đó. Rồi. Này như mới luôn rồi. Như chưa xài luôn. Mã 17 nha, 150 nha. Rồi tiếp tục một cọng dây dây âm thanh, dây âm thanh 3.0 ly ha. Chuyên dùng để cắm cắm điện thoại ra cái lo ha mọi người. Lo Bluetooth nữa, nó sẽ có một cái gắt cắm 3.5mm nè. Khi mà mình dùng ở nhà mình cần cắm vô thôi chứ không cần dùng Bluetooth á. Thì cắm bằng sợi dây này ha. Gắt 3.5 ra 3.5. Nó truyền âm thanh ra cái lo ha. Dây này khá là dài. Đây nó dài 1,5 m nha mọi người. Dài 1,5 m luôn ha. Hàng Nhật nha, dài 1,5 m luôn. Còn rất mới, như mới. Chưa xài. Rồi cộng dây 3.5 này mã số 18, 100.000. Rồi tiếp theo cái đèn pin mọi người. Đây. Cái đèn pin hàng Nhật về. Này. Hiệu nó nè. Tình trạng nó thì nó dày không mọi người. Rồi thấy nó này nó dán cái chó nè. Hình như để sử dụng dưới nước. Nó dán thêm cái lớp keo ở ngoài nè. Với lại công tắc nó bị sao rồi, nó không có hoạt động cái công tắc ha. Đây là pin nó nè mọi người, pin sạc nha. Đây, vô pin nó sẽ sáng luôn nha. Đó, công tắc nó như vậy, vô pin nó sẽ sáng luôn. Nè, dòng pin vô là nó sáng ha. Sáng vậy nè. Cục pin này nó yếu rồi. Cục pin này mà nó đầy nó lên tới 4 mấy V luôn. Nè, đúng nó xài cục pin nè. Cục pin này là pin tặng thêm mọi người. Cục pin của Panasonic Made in Japan sản xuất ha. Có thể sạc lại. Dòng pin sạc Li-ion. Pin này tháo máy. Tháo máy Nhật nè. Pin sạc. Và hiện tại nó như nó còn 3V mấy. Rất là yếu rồi. Đầy lên là nó 4V 2 ha. Sạc đầy vô. Rồi tự chế sạc nha. Này bán như cái xác đèn pin với cục pin này ha. Thì cái đèn nó hư công tắc.
Không biết vì sao cắm vô nó cháy thôi, nó cái công tắc nó ở đây, nhưng vặn qua vặn lại nó cũng vậy ha. Nè, công tắc nó nhiều chức năng lắm nha mọi người nè, quá trời chức năng luôn. LS tắt nè, tắt nó cũng không tắt này, tắt đây nè. Nè, nhiều chức năng lắm. Nè, người về mấy bác sửa lại nha, nghiên cứu lại. Rồi bán cái đèn với lại tặng cục pin sạc của Zeben luôn, mã 19 ha, 200.000. Rồi tiếp theo một cái đồng hồ nước, cái đồng hồ nước rất là đẹp của đây, hàng của Đức, Kaiser. Đồng hồ này cao áp cho mọi người, tới 330 kg áp lực nước, tới 300 kg, từ 0 tới 50, 100, 150, 200, 250, 300 kg, có vạch chia đó. Đây full cây nó là bằng đồng luôn rồi, còn cái cây bằng lên đây nè ha, lên ren đó. Đây nó xài ren thông dụng nha, mấy máy gửi xe đều có ren 10 ly đó nè ha. Đó, con này nó vô áp nước trực tiếp luôn, nước nó sẽ lên trên đây luôn ha, đồng hồ nước mà. Rồi áp lực nước ha, nguyên viên, nguyên viên tháo trong máy ra. Rồi mã 20 nha, 150 nha, cho mấy bác nào xài cái con rửa xe mà nó áp cao nha, 300 kg tối đa nè. Ha, chú ý ha, còn mấy con mấy chục ký, 100 kg trở lại thì nó lên không nổi đồng hồ này đâu nè, không có vạch luôn, vạch tối thiểu nó là 50 kg, có cái vạch 50 nhỏ xíu đây nè. Rồi 21, một cái đồng hồ rất là đẹp nha, dạng sưu tầm luôn, này dính bụi nha mọi người, lao ra nha, của Mỹ sản xuất nha, Made in Mexico nè. Ai xin lỗi, là cái cân treo, mình nói cái đồng hồ, cái cân treo nha mọi người, cân treo của Mỹ nè. Đây, rất là chính xác nè, trả về không cũng đi, nó như mới vậy, rất đẹp. Nhân dạng này là nó đã sử dụng cái gì ta, cái trọng lượng tính ở bên Mỹ nha mọi người, chú ý ha, không phải kg của Việt Nam mình sử dụng ha. Đó, bác nào hết sưu tầm chơi thì mua ha, thương hiệu Mỹ nè, Shetland. Rồi cái cân này mã 21 là 200.000, hành lý, giá hành lý nha mọi người, nó bằng kim loại hết nha, khá là nặng luôn. Mặt này nó 20 cm, không có kính nha, nguyên zin nó vậy, móc đồ khá là to, cái móc sắt này cái đường kính nó tới 8 ly 3 ha, móc to. Rồi cuối cùng là cái xác nữa nè, cái con cò này đẹp ghê luôn, mà mua về nó cắm vô im ru nha mọi người, bán xác không biết bị gì, chưa có mở luôn, chưa rã luôn nha. Đây con cò này của Như Thị Sĩ Sĩ nha mọi người, của châu Âu nè, sản xuất cho Nhật, xài điện 100V, 1500W. Đây có nhiều cái chức năng để điều chỉnh luôn nè, bắt hai cái này chỉnh nhiệt chứ. Rồi còn nguyên zin trong đây ha, cắm lên nó im ru ha, còn con dây zin của nó luôn nè, dây điện cái xịn, dây chống cháy thổi to, cục dây điện này cũng cỡ 3 mét. Rồi đây có cái gì đó,
không biết cả cái này là cái gì nữa. Hổm em không thấy này, không biết gạt tên nó mới chạy hay sao. Nói chung là quan sát nha mọi người. Rồi. Mã số 22 ha, sát là 200 ngàn. Coi như cái sát đó, có còn dây điện zin luôn. Rồi, hết rồi. Rồi em kết thúc video ở đây nha mọi người. Thông tin liên hệ thì ở trên nè, quay lại cho mọi người xem nó ha. Xuống hội nè. Rồi em chào mọi người nha, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp nha. Mọi người bấm đăng ký kênh để theo dõi mấy video mỗi ngày nha. Cảm ơn mọi người.